Xin chào các bạn đã trở lại kênh của Lai nhé. Là Lai đây mọi người ơi. Dạo này Sài Gòn trời nắng nóng quá phải không mọi người? Với cái thời tiết nắng nóng như thế này nè sẽ làm đôi môi mình ấy nứt nẻ bông. Bạn có lo lắng đôi môi mình luôn đầy các tế bào chết mà không hết, lắm lúc là quá bận rộn đến nỗi không thể xoa cái son dưỡng môi bạn thường trang điểm môi, nhưng mà lo sợ môi sẽ bị thâm ấy. Này Lai sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm, đó là mặt nạ ngủ môi. Lai xin nói sơ về công dụng của sản phẩm này nhé. Sản phẩm này có chứa khoáng ion đó mọi người, và các thành phần hoạt tính giúp thấm sâu vào bên trong da và nuôi dưỡng cho da môi mình đủ ẩm, hạn chế hiện tượng khô ráp, nứt nẻ hay là bong tróc da môi. Kết hợp với cái tinh chất quả mọng giàu vitamin C và chất ngăn ngừa oxy hóa giúp cho làm cái màu môi của mình sáng hơn, và sản phẩm có hương thơm ngọt ngào tươi mới chiết xuất từ thiên nhiên đấy, giúp đôi môi của mình căng mọng và đàn hồi với cái mùi thơm rất là nhẹ nhàng đấy mọi người. Đó là cái hình ảnh về cái sản phẩm đấy mọi người có thể xem qua để biết nha. Lan mang nãy giờ quên mất, xin giới thiệu với mọi người đây là dòng sản phẩm mặt nạ môi bán chạy nhất Hàn Quốc luôn đấy mọi người. Hãy trải nghiệm cái cảm giác đôi môi được chăm sóc mềm mại vào ban đêm với mặt nạ ngủ môi này nha. Rồi bây giờ hãy cùng like test sản phẩm này nhé. Dùng một cái muỗng đi kèm thoa lên môi một lượng kem dày nhé. Và buổi sáng bạn có thể dùng bông gòn lau nhẹ nhàng cái môi để loại bỏ những tế bào chết. Vậy là bạn đã có một cái đôi môi mềm mại rồi đấy. Trời ơi, ta nói cái mùi nó dễ chịu một cách khủng khiếp luôn mọi người. Xin thề với nữ thần bóng tối là buổi đêm ngửi cái mùi đó mình rất là thích và thấy rất là phê nha mọi người. Đó là mùi hoa rất là dễ chịu luôn ấy. Cạnh nữa là màu sắc của kem rất là đẹp, màu hồng nhạt mà nhìn cứ cả cảm giác như trẻ ra vài chục tuổi vậy đó. Vì đó là những trải nghiệm và cảm nhận của Lai về sản phẩm. Video hôm nay của Lai chỉ dừng đến đây thôi. Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video khác nhé. Bye bye.